chúng tôi tình nguyện thành các người đi xin làm phu anh để tiếp cận khu vực ngầm anh khai thác phi pháp ở mỏ anh Bồng Miêu. Móc nối với cùng một phu anh lâu năm của mỏ anh này dẫn đường, công ty chúng tôi đã vượt qua tầm kiểm soát của đội ngũ chim còn cảnh giới của anh tập để anh đô khu vực ngầm lò 10. Ngay từ cửa ngầm, công ty chúng tôi đã bắt gặp ánh sáng le lói từ trong ngầm phát ra. Đó là ánh sáng từ những cái đèn linh của các đối tượng người dùng phu anh sử dụng thay đèn xe máy hết đát để dò đường đi ra ngoài. Trên đường anh đô ngầm, công ty chúng tôi bắt gặp 4 người trẻ tuổi chạy 4 chiếc xe máy cà tàng, bên trên mỗi xe chở ít nhất 2 bao đá quặng. Vừa ra khỏi miệng ngầm, các đối tượng người dùng chống dánh tăng ga phóng nhanh về phía khu dân cư. Các đối tượng người dùng dùng xe máy hết đát ra anh đô ngầm lò để chở đá quặng. Người dẫn đường cho hay, từ đầu năm mới 2019 đến nay, số người anh đô khu vực ngầm lò để làm anh phi pháp càng ngày càng tăng lên. Để tránh lực lượng công dụng truy quét anh cũng dễ ợn cho việc luân chuyển sái, các đối tượng người dùng đã chạy thẳng xe máy anh đô ngầm anh, mặc cho các nguy hiểm rình rập. Ở đây có nhiều người do làm trong ngầm quá lâu, hít thở khí thải từ xe máy, máy nổ xay quặng thải ra, cùng theo với bụi đất, đá khi xay quặng nên đều bị bệnh bụi phổi. Nhiều người đã đi bệnh viện súc phổi nhưng nặng quá không súc, người dẫn đường cho hay. Thú thật, khi liên tục tiến sâu anh đô ngầm lò 10 khoảng chừng 200 mét, các phu anh không chuyên như công ty chúng tôi đã thấy chóng mặt, không thở được bởi không gian ít dần, kèm với chính là mùi dầu máy, mùi da nua hòa lẫn, rồi tiếng máy xay rền vang. Vào sâu trong ngầm lò 10, hiện ra trước mắt công ty chúng tôi là một trong đại công trường khai thác quặng anh. Ở một bên đường hầm là bức tường thành cao ngang đầu người ghép lại bởi hàng chục bao đất đá, nước đục ngầu kèm mùi hóa chất chảy thẳng ra đường đi. Nhìn xung quanh, công ty chúng tôi thấy hàng chục miệng cắt ngách hầm đã biết thành bịt kín bởi các cửa sắt. Người dẫn đường cho biết thêm chính là đường ngăn không cho sái chảy tràn ra đường đi, còn cắt ngách đã biết thành bịt kín bằng các cửa sắt là đã có người chiếm giữ, làm cửa không cho những người khác anh đâu làm. Chỉ một con đường hầm đơn sơ trong tâm địa đất, công ty chúng tôi bắt gặp hàng chục chiếc máy nổ đang hoạt động hết công năng để đáp ứng xây anh. Máy móc anh tập đáp ứng khai thác anh trong hầm lò 10. Một nhóm ba người bọn ông đang tinh chỉnh khoang đá thấy sự có mặt của người lạ, các đối tượng người dùng chống dánh rời khỏi khu vực máy nổ anh tiến anh đô sâu trong hầm lò. Càng tiến sâu trong hầm lò, công ty chúng tôi bắt gặp càng nhiều đối tượng người dùng ứng sâu bên dưới lòng đất này để tiến hành tinh chỉnh khoang đá anh xây anh. Rời khu vực hầm lò 10, công ty chúng tôi dịch chuyển anh đô miệng hầm lò 9, điều khiến công ty chúng tôi kinh ngạc là cổng lò này đã xảy ra tình hình sụp đổ, bên trong các giàn sắt đã quăng rỉ, nhưng vẫn có người đi anh đô khai thác anh phi pháp. Trong khu vực hầm này cũng không hề thua kém hầm lò 10 là mấy, nhiều máy móc cũng khá được bày ngang dọc, kèm với đó còn có cả các đồ dùng để làm vượt con nước trong hầm lò. Bên kia dòng nước là các bãi sái quặng của các anh tập đang làm. Ở khu vực bên phía ngoài hầm anh cũng có thể có hàng chục lán trại có người tiến hành khai thác anh phi pháp. Các bãi đất đá ngổn ngang, hồ chứa sái bốc mùi nồng nặc. Làm việc với công ty chúng tôi, ông Nguyễn Thế Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Lãnh cho biết thêm, thời gian gần đây, tình hình khai thác, luân chuyển tàn trữ, chế biến khoáng sản có chứa kim loại anh sử dụng chất độc để làm anh không phép bên trên địa bàn xã Tam Lãnh diễn biến phức tạp. Một số đối tượng người dùng từ nơi khác đưa người anh đô địa bàn xã Tam Lãnh để khai thác anh. Các địa bàn trọng điểm định vị gồm khu vực Thác Trắng, Đồi Sim, Núi Kẽm, Nhà Thùng, Suối Tre, Sủng Muồn, Đồi Sim khu vực Bồng Miêu, thôn Đàn Thượng giáp ranh với xã Tiên Lập Anh các khu dân cư. Ngoài ra, nhiều đối tượng người dùng còn luân chuyển cả đá, đế quặng về khu dân cư phơi, xây lóng, sử dụng chất độc Yanua để chiết tách, phân hóa đế quặng lấy anh không phép. Một số đối tượng người dùng đào đất anh sử dụng công nghệ di sinh để phân hóa đất quặng lấy anh không phép bên trên các đất lâm nghiệp nhà nước giao gây ảnh hưởng đến môi trường, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Trong 9 tháng đầu năm mới 2019, Công an xã Tam Lãnh tổ chức 67 đợt test, giải quyết và xử lý tình hình khai thác anh không phép bên trên địa bàn xã. Lực lượng công dụng bắt gặp anh tiêu hủy, làm mất công dụng hoàn toàn 64 máy nổ, 55 cối xay, 37 cối đập, 114 lán trại, 104 hồ hóa chất cùng rất nhiều dòng thiết bị đáp ứng việc khai thác anh phi pháp. Theo ông Dinh, dù thời gian qua địa phương đã tiến hành nhiều đợt truy quét, mặc dù thế lực lượng công dụng chỉ truy quét ở khu vực bên phía ngoài hầm lò, còn trong khu vực hầm lò không hề cho những người anh đô truy quét gì nhiều rủi ro.
Ủy ban Nhân dân xã Tam Lãnh cũng đã có thông báo về sự việc nghiêm cấm các hành động khai thác, luân chuyển, tàn trữ, chế biến khoáng sản có chứa kim loại đang có sử dụng chất độc để làm ăn không phép bên trên địa bàn xã. Nghiêm cấm các tổ chức cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất cho thuê đất, cho mượn đất nhà nước giao để khai thác, chế biến khoáng sản có chứa kim loại đang ăn sử dụng chất độc để làm ăn không phép. Công an xã cũng tăng cường trách nhân, hộ khẩu, giải quyết và xử lý nghiêm các hộ gia đình chứa người đến lưu trú phạm pháp để làm ăn không phép. Thời gian đến sẽ liên tục tiến hành trách, giải quyết và xử lý tình hình luân chuyển, tàn trữ, chế biến khoáng sản có chứa kim loại đang ăn sử dụng chất độc để làm ăn không phép bên trên địa bàn, ông Vinh nói. Rõ ràng, qua ghi nhận thực ra tại mỏ ăn Bồng Miêu cho thấy, vì mưu sinh nhiều bạn bỏ mặc nguy hiểm tính mạng để ăn đô hầm khai thác ăn phi pháp. Tuy nhiên, các nơi như thế rất nguy hiểm, dễ xảy ra tình hình sập hầm gây chết người, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Do đó, cùng theo với công tác tuyên truyền, các cơ quan công dụng cần có biện pháp kiên quyết để giải quyết và xử lý kết thúc điểm nạn ăn tặc ở mỏ ăn này.